Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúc các bạn, quý vị và các bạn có ngày cuối tuần thật là vui vẻ và mạnh khỏe. Thì ngày hôm nay phụ tùng xe máy Trí Dũng thì sẽ mang lại cho đến cho quý vị nhiều sản phẩm ưu việt. Ví dụ như bây giờ điển hình như mình sẽ cho các bạn biết đây là các dòng nhớt. Nhớt này gọi là nhớt mô thôn này mình sẽ dùng cho xe số nè các bạn. Đó, thì xe số mình sẽ dùng nhớt này. Còn mình sẽ ngoài ra cái phụ tùng Trí Dũng này sẽ có những cái bình xịt xịt xe. Đó, đây sẽ cung cấp những cái sản phẩm ưu việt cho các bạn. Rồi đây là bình bình ắc quy Ghost. Và đây là còn nữa đó là bình nhớt gọi là Super 2500 4T dùng cho động cơ 4 thì. Rồi những cái sản phẩm khác nhưng mà nhớt Shell nè. Đó. Rồi bình ắc quy GS, xong rồi mình sẽ có bình ắc quy Đồng Nai, rồi xong mình sẽ có các Tronic 3 nó và rất là nhiều sản phẩm ưu việt thưa các bạn. Còn đây là mình sẽ trình bày cho các bạn là đây chính là cái bình carbon của dùng cho xe máy. Thì khi mà bình carbon này thì rất là đơn giản các bạn. Khi mà các bạn hãy chạy xe khoảng tầm 7.000 cây số đến 10.000 cây số mà chúng ta dùng đó là kim xăng phun xăng bằng điện tử thì chúng ta có thể dùng cái bình carbon này. Khi mà mình công dụng của nó là nó sẽ dùng làm sạch cái bình xăng của mình. Thì khi chúng ta đổ đầy đi bình xăng, chúng ta sẽ đổ một chai carbon này vào, chúng ta sẽ xúc. Thì như vậy thì cái bình xăng xe của chúng ta sau khi chúng ta sẽ chạy xong hết bình xăng đó thì chúng ta sẽ đổ một bình xăng khác vào đầy vô, thì lúc đó này xe của các bạn nó sẽ rất chi là nhẹ máy. Còn đây mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn, đây là cái nhớt châm hộp số của xe tay ga. Thì tất cả các xe tay ga đều có thể châm được nhớt châm hộp số này. Rồi còn đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là chính là lọc gió của xe A-Plus. Đó, lọc gió này thì mình nó sẽ có tác dụng như thế nào đây thì mình sẽ giải thích cho các bạn cùng nghe. Thì cái xe này của chúng ta thì khi chúng ta đi á, ví dụ như tầm khoảng 10.000 cây đến 17.000 đến 10.000 cây thì chúng ta cái lưới lọc của chúng ta bên này nó sẽ bám đầy bụi bẩn, thì chúng ta phải không có thể nào mà vệ sinh nó cho sạch được, thì chúng ta sẽ thay nó cái lọc gió, cái này gọi là lọc gió khác vô để cho xe chúng ta để bảo đảm an toàn hơn. Mà các bạn chú ý cái lọc gió này chúng ta không vệ sinh mà sử dụng, mà chúng ta chỉ dùng nó thay nó một lần duy nhất rồi chúng ta hãy bỏ đi. Tốt nhất là chúng ta sử dụng những cái hiệu mà có như là ví dụ như Honda của chúng ta. Honda thì này thì nó rất là đơn giản, cái công dụng của nó thì nó sẽ lọc được bụi bẩn và nó sẽ có chất kết dính ở trên cái thành những cái thành của những cái thanh ray này và sẽ dính lại bụi bẩn ở trong đó và nó sẽ không đưa vào máy của xe của chúng ta, giúp xe chúng ta tăng cường tuổi thọ. Thì đây chúng ta mình sẽ giới thiệu luôn cái sản phẩm, đây là gọi là kính kiểu. Kính kiểu này á thì nó có tác dụng rất chi là đơn giản. Thì khi chúng ta sẽ thay những cái kính chiếu hậu vào những kính kiểu này, nhưng chú ý chúng ta sẽ thay những cái kính kiểu to hơn một chút xíu để làm cho xe của chúng ta nó có tầm nhìn tốt hơn, ra đường sẽ không bị giao thông bắt. Đồng thời ở đây thì mình cũng xin nói thêm là phụ tùng xe máy Trí Dũng này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những bộ bố nồi của các loại xe, ví dụ như xe Accenter chẳng hạn và nhiều loại xe khác, giống như dòng Yamaha thì có Sirius, rồi dòng Honda thì có xe Way Alpha, Way RXX, tất cả các loại xe như xe A-Plus, xe này xe kia chẳng hạn, rất là nhiều, đây gọi là rất nhiều bố nồi thưa các bạn. Thì video của mình ngày hôm nay sẽ trình bày một số cái vấn đề chính như vậy thôi. Thì video của mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị các bạn chú ý theo dõi.